Thưa quý vị, ngay sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trên địa bàn, thì quận Sơn Trà đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm để ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Ghi nhận tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Tính từ ngày 13 tháng 7 đến nay, trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, phường An Hải Tây phát hiện 6 ca mắc COVID-19, có một số ca liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường. Phường tiếp tục truy vết được 41 người liên quan, có 87 người của hộ gia đình liên quan đến chợ. Bên cạnh đó, sau khi có kết quả xét nghiệm, phường đã nhanh chóng khoanh vùng, thiết lập 5 khu cách ly y tế trên địa bàn, nằm tại tổ 17 đường Nguyễn Văn Siêu, tổ 18 đường Nguyễn Bình Khiêm, tổ 21, tổ 27, tổ 34 đường An Trung 8. Khoanh ra cái diện rộng, coi như làm rất là quyết liệt và làm ngay trong đêm, không kể là giờ giấc lúc nào, khi có phát sinh là chúng tôi sẽ triển khai lực lượng và làm khoanh vùng, đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch và tiến hành truy vết, đồng thời là điều tra cái F1, F2 để đưa đi cách ly. Bên cạnh các ca liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, thì trong quá trình xét nghiệm sàng lọc toàn dân, phường cũng phát hiện 2 ca liên quan đến chợ Đông Đa. Đánh giá nguồn lây rất tiềm ẩn và phức tạp, hôm qua phường đã triển khai xét nghiệm sàng lọc toàn dân để đánh giá lại mức độ nhằm triển khai dập dịch có hiệu quả. Về cái nguồn lây của chúng tôi là có 2 trường hợp là ở chợ Đông Đa. Mà cái chợ Đông Đa này thì hiện nay là cái nguồn lây này là chưa rõ ràng. Một người thì xay cá và một người thì bán thịt. Nhưng mà khi mà điều tra người bán thịt này thì thực tế là không liên quan chi đến cái chợ Đà Sơn, cái là mổ lò Đà Sơn. Nhưng mà cái nguồn lây cũng rất là phức tạp. Với những ca mắc COVID-19, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời ra thông báo những ai liên quan đến nguồn lây này và chợ Đông Đa thì phải tiến hành khai báo y tế để đảm bảo hiệu quả sự theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh của địa phương, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.